Hello mọi người đã đến với kênh của mình ha. Hôm nay thì quay cái vườn cà pháo siêu trái cho các bạn cùng xem nè. Thì trước giờ thì mình quay video về cà pháo á, thì mình có thu hoạch một số, mình để lại những cái trái non á, rồi mình mới quay rồi mình bán hạt giống ở trên kênh của mình các bạn. Thì có một số bạn á, bạn xem bạn bảo mình là hạt giống của mình là nó không có năng suất, trái nó không có nhiều. Hôm nay thì mình để trái cho các bạn xem, các bạn coi cận cảnh ha. Đó. Nói chung là cái gì mình phải là minh bạch nha các bạn, tại vì lúc này cà pháo nó cũng đang là sốt giá nha mọi người. Thành ra mình tranh thủ thời điểm nào thì mình hái, thông thường là một tuần lễ mình mới hái một lần. Nhưng mà lúc này sốt giá quá thì 4 ngày là mình hái một lần nha các bạn. Hiện tại là cà pháo lên đến là 13 14 ngàn một ký ha. Khu vực của mình là Tiền Giang ha, còn những cái khu vực khác thì cũng đã là 10 ngàn, có chỗ cũng 20 ngàn ha. Các bạn có thể vào nhóm của mình, các bạn cập nhật giá nha. Thì bên mình cũng có là chia sẻ cái hạt giống nữa, thì các bạn cũng có thể là liên hệ mình. Khi mà các bạn mua cái hạt giống về thì các bạn chỉ việc là các bạn mà ươm trồng thôi, các bạn không cần phải ngâm nước gì hết, tại vì bên mình là giống mới nha các bạn ha. Mình bao lên cho các bạn ha, cũng như là bao năng suất ha. 1000 mét vuông là các bạn có thể là trồng được là, thì 1000 mét vuông thì các bạn có thể là thu hoạch là từ 150 kg đến 200 kg trên một tuần nha các bạn ha. Và một tháng là các bạn thu hoạch là 4 lần, và các bạn có thể là tưới phân là một lần ha. Phân ở đây thì các bạn nên tưới phân là 20-15 nha các bạn ha, khi mà nó đã ra trái rồi. Còn như mà ở giai đoạn đầu thì mình sẽ tưới là DAP cộng với hàng kích rễ, rồi khi mà nó ra những cái tán chèo nó xây bằng thang thì mình sẽ tưới là 30-10 ha. Đến khi nó ra trái như thế này thì các bạn là tưới 20-15 cho mình, tại vì trong 20-15 mà cái loại mà đầu trâu nó có cái kali nó giúp cho cây của mình nó cứng, và nó cũng như là cây của nó không có vượt ha. Nếu như là cây lùng lùng như thế này nữa các bạn thì các bạn ăn trái rất là dai nha mọi người. Và cái số điện thoại Zalo của mình thì mình để ở trên link kênh của mình nha mọi người ha. Khi mà mọi người liên hệ thì sẽ có một bạn nhân viên của mình là bạn đó sẽ hỗ trợ nha. Đó các bạn xem kỹ nè, vườn cà pháo nè, trái rất là sai nha các bạn. Và giống này là giống trắng giòn ha, giống này ăn rất là giòn luôn, và giống này đang hiện tại đang chuẩn nhất thị trường nha mọi người. Ở đây là gốc của nó nè mọi người xem nè, cây nó cũng đã khá là dài nha mọi người ha. Đám này cũng 5-6 tháng rồi. Đám này thì mình trồng xen canh với bưởi nha các bạn. Trồng cà pháo này thì các bạn có thể là xen canh được nha. Nói chung là xen canh được rất là nhiều loại luôn, nói chung là trong 4 râm cũng được. Nay mai rảnh rảnh thì mình sẽ quay cho bạn xem một cái mô hình là cà pháo mà xen canh với dừa ha. Rồi cà pháo mà xen canh với đu đủ. Đó, các bạn xem nè. Ở đây điện thoại mình nó lấy nét, các bạn thông cảm ha, đang quay điện thoại cùi bắp. Quay nó cũng hơi rung nữa, các bạn cũng thông cảm giúp mình nha. Rồi hôm nay quay video ngắn cho các bạn xem thôi nha. Rồi mình xin chào.